Những điều chưa biết làm về video marketing. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn, hiện đang làm nhà đào tạo về kinh doanh và marketing. Trong thời gian vừa qua thì tôi biết có rất là nhiều các anh chị, khi mà mình bắt đầu làm video marketing thì cái việc mà chúng ta xác định cái mục tiêu cuối cùng để chúng ta ra cái khách hàng thì không biết làm thế nào cả. Và đặc biệt hơn nữa, khi mà các anh chị bắt đầu làm video marketing thì mình rất là ngại đứng trước ống kính. Và khi mà mình bắt đầu đứng trước ống kính rồi thì mình không biết là cái kịch bản như thế nào để mình có thể nói suôn sẻ mà mình không bị vấp chữ, để khi mà các bạn có thể lên được cái video của các bạn thì các bạn có thể nói được cái suôn sẻ hơn, người xem đỡ bị nhàm chán hơn. Và đặc biệt hơn nữa thì tôi biết có rất là nhiều các bạn, khi mà mình bắt đầu làm video và mình tạo ra một cái tệp danh sách khách hàng tiềm năng ở trên Internet, nhưng mà đặc biệt hơn nữa là khi mà mình tạo ra mà mình không biết làm thế nào để mình có thể tiếp cận khách hàng và mình đưa cái khách hàng về để khách hàng họ mua hàng của mình. Thì ngày hôm nay thì tôi chia sẻ cho các bạn một cái bí kíp, mà những cái điều mà các bạn cần thiết các bạn thực hiện. Trước đây thì tôi cũng giống như các bạn, tôi cũng mong khao khát rằng là mình đứng trước camera, mình có thể mình chia sẻ cho rất là nhiều người. Và đặc biệt hơn nữa, khi mà mình đứng trước camera thì mình có thể mình có một cái kịch bản cụ thể để khi mà mình bắt đầu mình quay video, cái việc là mình không còn ngại ngần gì nữa, là mình chỉ nhìn kịch bản là mình có thể mình chia sẻ thôi. Và sau một thời gian thì tôi với tìm hiểu sâu hơn nữa, và tôi có đi học rất là nhiều lớp về tự tin nói chuyện trước đám đông và làm thế nào để tôi học những cái lớp về làm video marketing. Và trong vòng một thời gian ngắn thì tôi đã áp dụng, nhưng mà thực chất là nó chưa thành công nữa các bạn. Tôi áp dụng theo phương pháp là tôi tập luyện mỗi ngày, tôi làm video mỗi ngày. Và trong quá trình mà tôi làm video ấy thì tôi mới phát hiện ra rằng là có rất là nhiều những cái kiến thức mà mình cần phải bù đắp trong quá trình mà mình làm video để cho mình hoàn thiện hơn mỗi ngày, chứ không phải là chúng ta làm một ngày hay hai ngày là chúng ta đã thành công đâu các bạn. Và trong vòng một năm trở lại đây thì tôi đã làm video liên tục và tôi đã phát hiện ra có rất là nhiều những cái kiến thức mà chúng ta phải cần biết trước khi mà các bạn làm video marketing. Ngày hôm nay thì sắp tới thì tôi có một cái gọi là có một cái buổi chia sẻ về cái cách làm video marketing để giúp cho các bạn, thứ nhất là giúp cho các bạn tự tin hơn để chia sẻ trước camera của mình, và cái điều thứ hai là giúp cho các bạn có thể tạo ra được cái tệp khách hàng tiềm năng trên Internet bằng cách là các bạn làm video marketing mà đúng nhu cầu của người xem. Các bạn có hiểu cái phần này không ạ? Và cái điều thứ ba là khi mà các bạn, tôi sẽ bật mí cho các bạn làm thế nào để mình có thể mình lên một cái kịch bản mà hàng ngàn ý tưởng, cực nhiều ý tưởng luôn, mà các bạn chỉ việc đơn giản nhất là chỉ trong một buổi các bạn có thể biết được cái cách mà các bạn không bao giờ cạn ý tưởng, thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Bao nhiêu trong số các bạn mà thấy tuyệt vời thì comment nhé, comment thì tôi chia sẻ tiếp. Comment. Ok. Rồi, cái điều tiếp theo nữa là khi các bạn đã hoàn thành như vậy rồi thì tôi sẽ theo dõi các bạn gửi bài lên và các bạn, tôi sẽ theo dõi các bạn, và các bạn sẽ có người thúc giục các bạn hàng ngày để làm video marketing. Cái yếu tố rất là cốt lõi trong quá trình mà mình làm video marketing là cái yếu tố là không ai thúc giục. Thì cho nên là chúng ta vẫn cần phải có người truyền động lực cho các bạn để các bạn làm video marketing. Trung bình mỗi ngày mà các bạn làm video marketing mà để tiếp cận hàng ngàn khách hàng ấy, thì ít nhất là các bạn phải làm 4 cái video. Và làm thế nào để các bạn có thể làm được một ngày các bạn làm được 4 video nhanh như vậy, thì bằng cách phương pháp là đơn giản nhất là có người thúc giục. Ok, ngày hôm nay thì Toàn mong muốn rằng là sắp tới ngày tiếp theo, ngày mai thì Toàn sẽ chia sẻ các bạn là cách thức làm thế nào để vào cái buổi chia sẻ đấy, và buổi chia sẻ để nhằm cho các bạn có sự cam kết, thì các bạn Toàn sẽ tiết lộ thêm cho các bạn là làm thế nào để vào cái lớp đấy, nhưng đặc biệt là các bạn phải có sự cam kết 100%, đã chơi là chơi cho sát ván, không chơi thì thôi. Toàn nói cho Toàn muốn chia sẻ là các bạn như vậy. Số lượng hơn chất lượng hơn là số lượng các bạn nha. Toàn mong muốn là như vậy. Và các bạn rất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này của Toàn.
Và mong rằng thì các bạn muốn có một cái điều gì đấy mà nó lưu luyến hơn thì các bạn có thể theo dõi cái video ngày mai tiếp theo, thì Toàn sẽ chia sẻ cho các bạn làm cách nào để mình có thể mình tạo ra một cái tệp khách hàng tiềm năng trên Internet rất là lớn các bạn. Các bạn biết là Internet cực kỳ lớn trong những năm tiếp theo, gần đây tiếp theo nữa. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, xin hẹn gặp lại.